Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì video ngày hôm nay là một cái video mà mấy bạn nhắn tin mình ở gần đây, đó là những cái diện nào mà để bảo lãnh qua Canada theo diện định cư ha. Thì ở Canada thì chỉ có hai cái diện mà chính để chỉ có hai diện để mà sang đây theo cái diện định cư, đó là ba mẹ bảo lãnh cho con cái, hoặc là ngược lại con cái bảo lãnh cho ba mẹ ha. Và cái diện thứ hai đó là người ta gọi là spouse đó mọi người, tức là chồng bảo lãnh cho vợ hoặc là vợ bà lãnh cho chồng, chỉ có hai cái diện này thôi ha. Còn mấy bạn theo qua Canada theo cái diện định cư thì không có cái diện mà kiểu như anh chị em bà lãnh lẫn nhau, hoặc là cô dì chú bác bà lãnh lẫn nhau thì không có nhưng mà có những bạn, các bạn đi một cái con đường gọi là, tại vì các bạn không có con đường chính để mà đi theo cái diện trên á, thì cũng có rất là nhiều cái thành phần chúng ta đi theo cái diện dạng như là đi đường vòng một xíu, nó hơi dài một xíu, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là tới đích. Đó là các bạn đi theo cái diện mà đi du học sinh. Và sau khi mà các bạn du học sinh qua này thì các bạn đi học ha, sau khi mà các bạn học xong thì các bạn đi xin đi làm trong vòng 6 tháng kể từ thời gian mà các bạn tốt nghiệp cho đến mà các bạn xin được cái việc làm á, thì diện đi làm này cái người ta gọi là work permit mọi người ha. Thì cái work permit này á là cái ngành mà các bạn làm á, thì nó phải liên quan tới cái ngành nghề mà các bạn sang Canada để đi học. Ví dụ như các bạn qua đây học ngành kế toán, sau đó các bạn đi làm ở ngân hàng thì cái đó gọi là liên quan ha. Chứ còn ví dụ như những bạn qua này theo cái diện học IT, học về công nghệ máy tính, nhưng mà đi làm ví dụ như đi làm cái ngành gì mà không liên quan, ví dụ như các bạn xin đi làm ở nhà thuốc thì cái đó gọi là không liên quan mọi người ha. Còn những cái diện liên quan khác đến ngành nghề của mình, ví dụ như các bạn sang đây học dược rồi các bạn được làm ở nhà thuốc, thì cái đó người ta sẽ cấp cho các bạn cái work permit ha. Thì đầu tiên sẽ là cái visa đi du học, sau đó sẽ là cái work permit, tức là cái giấy chứng nhận mà các bạn được làm ở Canada, và sau đó với những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định cùng với một cái khoảng thời gian nhất định á, thì các bạn sẽ tiếp tục nộp hồ sơ xin PR, tức là permanent resident card. Và sau khi mà các bạn có permanent resident thì các bạn có thể nộp đơn để trở thành một citizen, tức là một công dân của Canada. Thì đó là một cái con đường gọi là đường tắt, nó dài hơn một xíu nhưng mà vẫn đến đích. Và khi mà các mình có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình thì mình nói có những con đường gì á, thì có những bạn hỏi mình là chị ơi, ví dụ như bây giờ chị đang làm ở ngành ngân hàng, thì làm ngân hàng, ví dụ như em qua đó em muốn làm ngân hàng, thì có dễ để mà xin cái giấy để trở thành công dân Canada không? Thì cái ở đây á, người ta không có phân biệt là các bạn làm ngành gì, hoặc là người ta không có phân biệt cái ngành đó là thu nhập cao, cái ngành này là thu nhập thấp, ngành này là sang trọng, ngành kia không sang trọng, người ta không có như vậy mọi người. Ở đây người ta chính phủ người ta làm việc, hoặc là cái định kiến xã hội nó không có nặng nề ở mọi người, nó mọi người giống như là bình đẳng với nhau thôi. Cho nên là dù các bạn làm ngành gì cũng vậy, cũng là các bạn đi làm chứ không phải là các bạn ở không nhận trợ cấp chính phủ, nó khác ha. Còn các bạn đây là có đi làm, thì nếu mà các bạn có đi làm thì các bạn sẽ xin được cái work permit, tức là cái giấy chứng nhận ở lại Canada để làm việc ha. Nhưng mà cái ngành đó, cái work permit đó nó phải liên quan tới cái ngành nghề mà các bạn đi làm ha. Thì sau khi các bạn xin work permit rồi thì các bạn từ từ đi lên, nhưng mà nó con đường nó dài hơn một xíu và nó khắc khăn hơn một xíu, nhưng mà cuối cùng thì các bạn cũng sẽ đi đến được tới đích thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay, và nếu mà các bạn thấy thích hoặc là mấy bạn có thêm câu hỏi gì thì cứ nhắn tin cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên like và subscribe đồng hồ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Bye.